quay trở lại với xem gì hôm nay. Muội này, muội có hay xem bóng đá không? Muội chả xem đâu, nhưng mà có anh đẹp trai thì muội mới xem cơ. À, chắc chắn nếu mà đẹp trai thì không thể không biết đến chàng cầu thủ Ronaldo đúng không? Biết chứ. Cristiano Ronaldo hiện tại đang là ngôi sao bóng đá hạng A và là cầu thủ rất nổi tiếng trên thế giới đấy. Và anh cũng luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý của những người hâm mộ và cả những người không hề yêu thích anh nữa. Cuộc sống thường ngày của anh thì luôn luôn được đón nhận bởi những tay săn ảnh này và luôn luôn là chủ đề để mọi người bàn luận. Thì ạ, theo như muội được biết thì có rất là nhiều điều về anh ấy mà đầy người đâu có biết đâu, và thậm chí là cả cái fan ruột cũng còn không biết nữa cơ. Về cái vị cầu thủ người Bồ Đào Nha này. Và ngày hôm nay thì của chúng ta sẽ cùng nhau là vén cái bức màn này lên và tiết lộ cho các bạn khán giả biết vài điều khá là kỳ quặc về anh chàng cầu thủ Ronaldo này nhé. Bây giờ chúng mình cùng nhau theo dõi nào. Phẫu thuật tim. Hiện tại thì Ronaldo trông giống như người đàn ông khỏe mạnh nhất trên hành tinh này vậy. Bất chấp những chấn thương trong bóng đá, anh ấy vẫn luôn giữ cơ thể ở trong tình trạng hoàn hảo nhất và không mấy ai có thể đọ được sức khỏe với anh ấy. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp ở khởi đầu sự nghiệp. Ở độ tuổi 15, Cristiano bị chẩn đoán mắc chứng tim đập nhanh. Đây không phải là một căn bệnh đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chứng bệnh này sẽ khiến anh ấy gặp rắc rối trong sự nghiệp thể thao của mình, bởi vì việc uống thuốc bị chống chỉ định trong vòng 3-4 tháng. Ronaldo đã sống một cuộc sống rời xa bóng đá, và đó là quãng thời gian thực sự khó khăn đối với anh ấy. May mắn là cầu thủ trẻ tuổi này đã không từ bỏ và yêu cầu sự giúp đỡ từ phía các bác sĩ. Cristiano đã trải qua một cuộc phẫu thuật tim bằng laser, và theo những gì được đồn đại, chỉ 3 ngày sau cuộc phẫu thuật, anh ấy đã trở lại luyện tập bình thường. Thử tưởng tượng, nếu không có cuộc phẫu thuật này, thế giới đã không có những kỷ lục được lập bởi Ronaldo trong thời kỳ bóng đá hiện đại. Biệt danh mang tính công kích. Nghe thật khó tin, nhưng khi còn là một đứa trẻ, Cristiano đã từng là một cậu bé mít ướt. Và tất cả là bởi vì cậu bé Ronaldo luôn luôn buồn bực mỗi khi đội của mình thua cuộc. Cho đến bây giờ, Ronaldo vẫn thể hiện nhiều cảm xúc trong các trận đấu. Chẳng hạn, năm 2014, sau khi đội bóng mình giành chiến thắng, anh ấy đã khóc trong niềm vui sướng. Có người vẫn cười về việc anh ấy thể hiện cảm xúc và việc anh ấy quá nhạy cảm. Ê ông không cười, mấy thằng kia mày cười cái gì? Mày cười cái gì mấy thằng kia? Mấy thằng ngồi cuối hàng mày cười cái gì? Nhưng đối với chúng tôi thì mọi người đều có quyền thể hiện cảm xúc của mình. Tính khí nóng nảy. Thời niên thiếu, Ronaldo đã là một cậu bé dễ nổi nóng. Khi mới 12 tuổi, gia đình anh đã chuyển từ Madeira tới Lisbon. Nhưng anh ấy đã không thực hiện quá tốt hoạt động ở trường và bên cạnh đó anh ấy còn nói tiếng Bồ Đào Nha. Điều này có một chút khác biệt so với người ở thủ đô. Và một lần trong lớp học, một giáo viên đã đùa cợt về cách phát âm của anh ấy. Và cậu bé đang tức giận ấy không suy nghĩ nhiều, đã ném một chiếc ghế vào vị giáo viên này. May mắn là không ai bị thương, nhưng cậu bé 14 tuổi Cristiano đã bị đuổi khỏi trường học. Sau đó, Ronaldo nghe theo lời khuyên của mẹ bắt đầu tập trung vào sự nghiệp bóng đá mà anh yêu thích. Và đó đúng là một lời khuyên tuyệt vời. Đây đúng là khoảnh khắc mang tính quyết định trong cuộc đời sáng chói của anh ấy. Điều bí mật trong cái tên. CR7, tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Chắc chắn là không chỉ người hâm mộ biết mà những người đã từng tìm kiếm ngôi sao người Bồ Đào Nha trên kênh Wikipedia cũng biết. Nhưng chúng tôi phải nói rằng Ronaldo là một cái tên khá là hiếm ở Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, bản thân cầu thủ nổi tiếng này được sinh ra trong một gia đình khá là bình thường. Vậy tại sao cái tên thứ hai của cậu lại dị như vậy? Hóa ra là khi Ronaldo được sinh ra, bố mẹ của cậu đã cãi nhau trong suốt một thời gian về vấn đề đặt tên cho cậu. Mẹ của cậu thì khăng khăng muốn đặt tên con mình là Cristiano. Nhưng bố của cậu lại không muốn thừa nhận rằng ông ấy là một fan hâm mộ lớn của các bộ phim cổ điển Mỹ và muốn con của mình được đặt theo tên là Ronald Reagan, một diễn viên nổi tiếng và là tổng thống thứ 40 của nước Mỹ. Cuối cùng thì bố mẹ cậu cũng thỏa thuận xong và cầu thủ nổi tiếng trong tương lai đã được đặt tên là Cristiano Ronaldo. Ai mà biết được chứ, có thể sự kết nối tới Reagan cũng đã giúp Cristiano trong tương lai. Các hình xăm. Các hình xăm trông khá là thời thượng và rất nhiều người nổi tiếng, đặc biệt là các ngôi sao bóng đá đều có ít nhất một vài hình xăm trên cơ thể. Có thể là hình nhỏ thôi, hoặc được xăm từ thời trẻ. Tuy nhiên, bạn sẽ tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ hình xăm nào trên người của Ronaldo. Nhưng không phải bởi vì anh ấy nghĩ những hình xăm trông rất xấu. Cristiano không chỉ là một cầu thủ bóng đá, mà anh ấy còn làm rất nhiều công việc từ thiện. Cụ thể, anh ấy thường xuyên hiến máu và anh ấy còn được mời là đại sứ cho chiến dịch chữ thập đỏ và để ký hợp đồng về dịch vụ xã hội này. Ronaldo đã không do dự đồng ý.
Nhưng một người thường xuyên hiến máu thì không thể hiến máu trong vòng từ 4 tới 6 tháng sau khi xăm. Ngoài ra, việc sử dụng kim xăm có thể dẫn đến sự nhiễm trùng nghiêm trọng. Bởi vậy, Cristiano không có bất cứ hình xăm nào, ít nhất là cho tới tận bây giờ. Là một người hiến máu có thể giúp những người đang trong nguy kịch hoặc những người đang trong điều trị, tôi thực sự khuyến khích mọi người nên làm điều tương tự. Vị cầu thủ này nói. Những cú nhảy siêu cao. Nếu bạn đã từng xem Ronaldo biểu diễn trên sân cỏ, bạn sẽ thấy rằng anh ấy bật nhảy rất cao, đến nỗi mà không có ai trong số các đối thủ của anh ấy có thể bắt kịp. Có lần, Cristiano đã ghi bàn thắng bằng một cú đánh đầu nhảy cao gần 3 mét. Nhưng bằng cách nào đấy thì anh ấy có thể làm được như vậy cơ chứ? Năm 2011, các nhà khoa học đến từ trường Đại học Chester đã thực hiện một cuộc thí nghiệm về sinh cơ học và kiểm tra kỹ năng chuyển động của Ronaldo. Hóa ra là vị cầu thủ này có thể bật cao tại chỗ 44cm và nhảy bật lấy đà là 78cm. Và ta sẽ thấy những số liệu này ấn tượng thế nào khi so sánh với độ bật cao của các cầu thủ bóng rổ trong NBA. Độ bật cao trung bình của họ thấp hơn 7cm so với CR7. Giáo sư Neil Smith đến từ trường Đại học Chester đã giải thích rằng để lấy đà, Ronaldo thường trùng gối. Điều này giúp anh ấy bật tung lên không trung. Nhưng bạn biết đấy, chúng tôi đã thử làm điều này và vì một vài lý do nào đó thì chúng tôi không thể bật cao trên không trung đến như vậy. Top người nổi tiếng. Dĩ nhiên, Ronaldo là một người đàn ông nổi tiếng. Nổi tiếng đến nỗi mà vào năm 2018, anh ấy lần thứ 3 lọt top những cầu thủ nổi tiếng nhất theo kênh ESPN. Nhân tiện thì đó là một thành tích vô cùng danh giá. Ronaldo đã dẫn đầu nhờ số lượng lớn người theo dõi trên các trang mạng xã hội, cũng như các hợp đồng quảng cáo. Hiện tại, anh ấy đang có hơn 154 triệu người theo dõi trên Instagram. Nhân tiện kể đây thì Messi và Neymar cũng lần lượt xếp thứ 3 và 4 trong danh sách của ESPN. Museum CR7. Thường thì bảo tàng dùng để tưởng nhớ những người nổi tiếng được mở sau khi họ qua đời bởi một trong những họ hàng thân thích hoặc những người hâm mộ. Nhưng Ronaldo thì sẽ không phải là Ronaldo nếu anh ấy không phá vỡ sự dập khuôn này. Năm 2013, Cristiano đã mở một bảo tàng tưởng nhớ chính bản thân mình ở trên hòn đảo Madeira, nơi anh ấy sinh ra và dành thời niên thiếu của mình ở đây. Trong thời gian đầu, bảo tàng trưng bày khoảng 125 cúp cá nhân và cúp đồng đội của anh, cũng như chỗ cho những giải thưởng trong tương lai. Và từ Chao, quê nhà của anh ấy, một vùng tổng cộng là 400m2 có những bức ảnh của Cristiano ở các độ tuổi khác nhau, bao gồm cả bức ảnh gia đình. Và dĩ nhiên, có cả các loại cúp khá là vô nghĩa như giải cầu thủ trẻ tốt nhất của năm theo một vài tờ tạp chí. Dĩ nhiên, tất cả mọi thứ đều là nguyên gốc. Tại đây, bạn có thể tìm thấy một bộ sưu tập những quả bóng đã được ký, một tượng sáp mô phỏng theo kích thước của Cristiano và một bản sao chép của màn hình tương tác. Bạn có thể có một bức ảnh với hình 3 chiều của Ronaldo đang giữ cúp của anh ấy. Phải nói rằng đây không phải là một bảo tàng, nó như một thánh đường vinh danh những kỹ năng của cầu thủ người Bồ Đào Nha này vậy. Và nơi này vẫn luôn được cập nhật liên tục. Giải ngân hà Ronaldo. Bạn nghĩ rằng bảo tàng Ronaldo là đạt đến giới hạn rồi ư? Có cả một giải ngân hà được đặt tên theo vị cầu thủ người Bồ Đào Nha này cơ. Chỉ cần tưởng tượng mức độ nổi tiếng của anh ấy, nó thực sự vượt ra ngoài khỏi hệ mặt trời. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế dẫn đầu bởi David Sobra đến từ trường Đại học Lisbon đã mở ra một giải ngân hà. Và giải ngân hà này được đặt tên theo cầu thủ Cristiano Ronaldo. Như đã thông báo bởi những nhà phi hành gia, giải ngân hà được khám phá này là hệ ngôi sao trẻ nhất được tìm thấy bởi con người. Nó hình thành khi vũ trụ trải qua 800 triệu tuổi. Và nó sáng hơn gấp 3 lần so với bất kỳ một cụm ngôi sao nào bằng tuổi. Giải ngân hà này được biết tới như là CR7, tỏa sáng gấp hàng tỷ tỷ lần so với mặt trời ở cùng một khoảng cách có thể thấy. Nhân tiện, CR7 là viết tắt của Cosmos Redshift 7. Nhưng các nhà khoa học khăng khăng đặt tên giải ngân hà nhằm vinh danh Ronaldo. Những thay đổi của cơ thể. Nếu bạn nhìn vào những tấm hình cũ của Ronaldo và so sánh chúng với những tấm hình ở hiện tại, thì rõ ràng rằng vị cầu thủ này không chỉ lớn lên mà vẻ ngoài của anh ấy cũng thay đổi. Thi đấu trong thể thao, Cristiano đã bọc răng sứ để định hình lại hàm răng không đều của mình, cũng như điều chỉnh khả năng cắn của mình. Khi răng đã được định hình đúng chỗ, anh ấy bọc răng sứ và sau đó thực hiện một cuộc phẫu thuật nhằm cải thiện vẻ ngoài của hàm răng của mình. Theo lời những bác sĩ phẫu thuật, Ronaldo đã tiêm vào lông mày của mình. Phương pháp này cho phép định hình lại hàng lông mày bị thấp bẩm sinh và giúp chúng trông cởi mở hơn. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
người đàn ông Bồ Đào Nha này còn có một khuôn mặt tròn và xương hàm mặt khó nhìn thấy kể từ thời niên thiếu. Chính vì điều này mà thời nhỏ, chồng Ronaldo khá là bổ bĩnh và anh đã quyết định tạo ra một vài thay đổi trên khuôn mặt mình. Vị cầu thủ này sử dụng filter để định hình lại những phần chưa được đẹp cho lắm. Chúng cũng có tác động tới xương gò má. Tháng 12 năm 2015, bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng Sydney Ohana nói rằng Cristiano Ronaldo đã phẫu thuật mũi của mình, khiến nó trở nên gần như là hoàn hảo. Một chuyên gia khác còn khẳng định rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha còn trải qua một cuộc cấy ghép tóc. Bạn sẽ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự hói trên đầu của Ronaldo. Tóc và những tấm hình của anh ấy trông vô cùng hoàn hảo. Quá đẹp trai là đằng khác. Trên đây là những bí mật về cầu thủ Cristiano Ronaldo nổi tiếng. Bạn có thấy chúng thú vị không? Đừng quên cho tôi biết những bí mật khác của cầu thủ nổi tiếng này nếu bạn biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn khán giả đã đón xem video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một nút like, share video này và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh. Đừng quên nhấn vào hình quả chuông để có thể nhận những thông báo của video chúng mình vào lúc 11 giờ trưa và 18 giờ tối mỗi ngày. Đừng quên like cả fanpage trên Facebook của chúng mình là Xem Gì Hôm Nay để có thể đón nhận những thông tin thú vị nhất ở trên đó, cùng với tham gia các mini game nhận về những món quà vô cùng hấp dẫn đấy chứ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye!